Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đề cập thông tin về ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn, Đại Ninh, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí liên quan tội chiếm đoạt hơn 40 triệu đô la Mỹ từ bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, chiều ngày 5 tháng 8, phóng viên đã đề nghị làm rõ thông tin liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Sau khi ông này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất, trả lời câu hỏi này, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí, 53 tuổi, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, điều 175 Bộ Luật Hình sự. Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, công ty An Đông, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí. Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu đô la Mỹ để mua bán dự án kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Trí. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ bà Lan chuyển hơn 40 triệu đô la Mỹ với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên. Tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án. Qua vụ việc này, công an cảnh báo pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà đối tác chuyển giao, nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý lại tìm cách chiếm đoạt, Trung tướng Tô Ân Sô nêu. Ông Nguyễn Cao Trí, 53 tuổi, trú quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, là đại gia tại thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, giáo dục, tài chính, dịch vụ nhà hàng như công ty cổ phần tập đoàn Capella, công ty trách nhiệm hữu hạn Capella Hospitality, công ty cổ phần thương mại và dịch vụ lâu đài ven sông. Ông Trí từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại một số công ty thành viên của tập đoàn Bến Thành Group, như giám đốc đầu tư tại công ty Bến Thành Tourist 1999 đến 2005, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành Land. Ông Nguyễn Cao Trí cũng bắt đầu tham gia vào Hội đồng Quản trị Sài Gòn Bank vào tháng 10 năm 2021 sau khi mua vào 579.199 cổ phiếu SGB, tương đương 0,19% vốn điều lệ nhà băng này vào tháng 6 năm 2021. Sài Gòn Bank thành lập từ năm 1987, cơ cấu sở hữu của Sài Gòn Bank hiện nay bao gồm 4 cổ đông lớn chiếm hơn 65% vốn điều lệ là Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Ánh bị khởi tố do liên quan đến kết luận thanh tra dự án du lịch Sài Gòn, Đại Ninh ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng do ông Nguyễn Cao Trí làm tổng giám đốc. Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn, Đại Ninh, Sài Gòn Đại Ninh Corp được thành lập vào năm 2010, trụ sở đặt tại phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ban đầu, công ty này có số vốn điều lệ ở mức 600 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Kinh doanh và ở Phương Nam, Phương Nam Group nắm 85% vốn điều lệ và 7 cá nhân khác nắm giữ 15% cổ phần còn lại là Hoàng Văn Thọ 2%, Đào Thúy Hằng 5%, Phan Văn Đức 5%, Nguyễn Văn Lam 0,5%, Trần Tấn Công 1%, Trần Hồng Thắng 0,5% và Nguyễn Đình Tùng 1%. Đến tháng 8 năm 2016, bà Phan Thị Hoa thay Công ty Phương Nam nắm giữ 85% cổ phần Sài Gòn Đại Ninh Corp. Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Sài Gòn Đại Ninh Corp nâng mức vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, phần vốn chi phối 88,5%, lúc này được chuyển sang bà Phan Thị Hoa. Tuy nhiên, về bản chất không có gì thay đổi, bởi nữ doanh nhân sinh năm 1958 là chủ sở hữu của Phương Nam Group. Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh là chủ đầu tư dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an điều tra. Dự án khu đô thị này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ cuối năm 2010, quy mô gần 3.600 ha, tổng mức đầu tư hơn 25.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai rầm rộ, hàng loạt hạng mục chính vẫn chưa được xây dựng. Đến tháng 7 năm 2020, trong kết luận thanh tra về việc quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ đã đề xuất chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, ít tháng sau khi ông Nguyễn Cao Trí đảm nhiệm vai trò đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc của Sài Gòn Đại Ninh, vào tháng 7 năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận thanh tra, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động
thu hồi đất dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Liên quan đến quá trình thẩm tra dự án này, vào tháng 3 năm nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ông Nguyễn Cao Trí kính tiếng nhưng nổi danh trong giới đại gia Sài Thành trong nhiều năm gần đây. Đặc biệt, sau thông tin liên quan tới việc thâu tóm lâu đài Taj Masago và nhà hàng Cham Cham, tổng giá trị ước tính của hai tài sản này lên tới 30 triệu đô la Mỹ từ ông Hoàng Khải. Ông Trí được xem là một đại gia có tiềm lực tài chính khủng, sở hữu hệ sinh thái đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, quán bar, trung tâm hội nghị tiệc cưới, giáo dục, tài chính. Sinh năm 1970, ông Trí từng làm lãnh đạo cấp cao tại một số công ty thành viên của tập đoàn Bến Thành, Bến Thành Group như Bến Thành Tourist và công ty cổ phần địa ốc Bến Thành, Bến Thành Land. Sau khi Bến Thành Group thoái vốn tại Bến Thành Land năm 2015, ông Trí đã gây nên thương hiệu Cabela Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực giải trí, F&B, Hospitality. Ông Trí được biết tới rộng rãi trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cabela Holdings. Hồi tháng 10, 2021, ông Trí từng đầu tư mua gần 580.000 cổ phiếu SGB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương Sài Gòn Bank và tham gia Hội đồng Quản trị ngân hàng này. Tuy nhiên, vào đầu năm 2023, ông bất ngờ không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Sài Gòn từ 19 tháng 1. Ngoài ra, ông chủ Cabela Holdings còn tham gia lĩnh vực bóng đá từ đầu năm 2020 khi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Sài Gòn, chủ quán của Sài Gòn FC. Trong lĩnh vực giáo dục, ông Trí được nhắc tới vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, VLG, chủ sở hữu Đại học Văn Lang. Cabela Holdings, kinh doanh chính trong lĩnh vực ẩm thực và giải trí F&B, Hospitality. Hiện đơn vị này sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng gồm Chill Sky Bar, Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Glow Gallery, Riverside Palace, Cabela Parkview, Cabela Gallery Hall, Claris Palace. Trong những năm qua, ngành F&B đã mở ra triển vọng đầy lạc quan cho Cabela Holdings bởi tốc độ tăng trưởng cao, doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức ấn tượng. Chỉ trong vài năm gia nhập lĩnh vực này, Cabela Holdings của ông Trí đã sở hữu cả chục thương hiệu F&B và chục điểm kinh doanh với tốc độ bình quân phát triển 2 thương hiệu một năm và 3-4 điểm kinh doanh một năm. Với chủ nhà hàng tiệc cưới quán bar, ông Trí là một trong số các doanh nhân nắm nhiều địa điểm ăn chơi, giải trí rộng lớn và đắc địa tại Sài Gòn. Nhiều thương hiệu được biết đến rộng rãi trên khắp cả nước. Tháng 9, 2009, ông Trí thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thủ đô để khai thác trung tâm hội nghị và tiệc cưới Capital Palace, số 3 Đặng Văn Sâm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô 14.267 m² sàn, có sức chứa 3.800 bàn tiệc cưới và hội nghị. Vào đầu năm 2011, doanh nhân này tiếp tục khai trương trung tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace 360D Bến Vân Đồn, quận 4, rộng 10.000 m², với sức chứa cùng lúc đến 5.000 quan khách. Đây là một trong những trung tâm hội nghị lớn và sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 12, 2013, trung tâm hội nghị tiệc cưới Claris Palace, quận Thủ Đức được khai trương trên khuôn viên đến 7.000 m². Claris Palace có 6 sảnh yến tiệc, có sức chứa trên 3.000 khách. Tiếp đó, tháng 12, 2014, ông Trí mở trung tâm hội nghị tiệc cưới Cabela Parkview, số 3 Đặng Văn Sâm, phường 9, quận Phú Nhuận. Đại gia F&B sau đó cũng mở trung tâm giải trí E360 Sky Lounge và quán bar Levy & Rose tại Lê Thị Hồng Gấm, quận 1 và mở Hey Hey Beer Club tại Bến Vân Đồn, quận 4. Vào cuối năm 2018, Cabela Holdings nổi danh trên thị trường sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn Glow Hospitality, một thành viên thuộc hệ sinh thái của ông Trí, thâu tóm thành công lâu đài Taj Masago và nhà hàng Cham Cham từ Khải Siêu. Như vậy, chỉ trong vài năm, từ Bến Thành lên, Cabela Holdings đã trở thành một tập đoàn đa ngành lấy dịch vụ F&B và giải trí làm ngành kinh doanh cốt lõi. Thương vụ mua lại Chill Sky Bar năm 2015 cũng tạo nên một bước ngoặt cho Cabela Holdings. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.